Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344 999 456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết từng máy với mọi người. Nhất là con máy Vsmart Star 5, máy Star 5 màu dây 4 nhé, bản ra 3 của 2. Em báo người giá là 1 triệu 250. Ngoại hình của máy thì gần như đẹp kem rồi, lưng đẹp, viền đẹp, chân sạc taxi si, có hỗ trợ sạc nhanh. Màn hình đẹp nhé, không xước, không ám ố gì cả. Ra của con này nó là ra 3 g nhé, một nó này, 3 và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 gb tất cả chức năng thì đều ok hết pin trâu nhé pin 5000 pin rất là trâu phụ kiện đi kèm thì nó có củ sạc nhanh 18 w 3.0 này cáp sạc tai nghe nhé nó chỉ thiếu miếng rắn cường lực của ốp lưng thôi người lấy thì em sẽ tặng thêm miếng dán cường lực của ốp lưng cho mọi người giá là 1 triệu hai đầy đủ hết tất cả phụ kiện không thiếu bất cứ phụ kiện gì nhé còn con này là con uh, Vsmart Live 4 này bản giam 6 bộ nhớ 64 em bán người giá là 1 triệu 8 máy thì cũng đẹp keng luôn còn siêu lưng siêu màn nhé đây, em bóc cái siêu cho mọi người xem này màn hình thì không có một tí vết thôi nâng viền không một tí vết nhé trong veo well, màn hình tràn viền đục lỗ nhé đây cũng có một số thông số cơ bản của máy nó chạy con chip Snapdragon 675 bộ 4 camera AI 48MP pixel siêu chụp đêm nhé màn hình tràn viền đục lỗ này rộng là 6,53 inch Đấy, pin 5000 nhé và có hỗ trợ sạc nhanh Nói máy thì không có gì để chê cả ra của nó là 6GB nhé Và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB Màn hình nét căng luôn Không có một tỷ vết nào cả Cấu hình ngon Tất cả chức năng đều ok hết Pin 5000 có hỗ trợ sạc nhanh Phụ kiện đi kèm thì nó cũng có củ sạc nhanh 18W Cắp sạc tay nghe Có này thì nhà em đang hết ốp lưng rồi Nên là chỉ tạo được mọi người miếng dán cước lực thôi nhé Giá là 1 ,8 triệu 8 cho bản RAM 6 bộ nhớ 64 nhé còn con này là con LG G7 này, bản hàn một sim không hề 1 triệu 6, máy màu đỏ mận nhá, nâng đẹp, viền thì hơi sức nhẹ thôi, không cần móp gì đâu. Màn hình đẹp nhá, không xước, không ám mối gì cả, hiển thị này, nét căng. Ra một con này nó là RAM 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g nhá. Ra 4 bộ nhớ 64. Nó này là 1 triệu 6 này. Quay con uh, Xiaomi Boco M3 bản Việt hai sim bóng này một triệu tám nhé ngoại hình con này nó chỉ hơi sức nhẹ thôi chứ không có bị cần móp gì đâu màn hình nhìn đẹp không xước không ám mối gì nhé hiển thị nét căng ram của con này nó là ra 4 gb và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 gb ram 4 bộ nhớ 128 pin trâu nhá pin 5000 tất cả chức năng ok hết vào ngày triệu 8 này con con xiaomi mi mix 3 nhé bản việt hay sim bằng ngày 2.8 nâng đẹp viền chỉ hơi uh, sơn móp nhẹ thôi chứ không có bị cấn móp sâu đâu màn hình amoled đẹp nhá không có bị uh, xước hay là ám mối gì cả hiển thị trong veo ra của con này nó là ram 8 g và bộ nhớ là 128 g màn hình amoled nhé màu sắc đẹp và cũng mượt mà cam con này thì cũng rất là chất cam sau đẹp này cam trước này chưa xuống nhé con này có hai cam trước và độ phân giải của nó là 24 bốn có gạt flash nhé Để đẩy lên nó lại đóng cam trước này chưa xuống nhé cam trước thì thiết kế rất là chất luôn con này em bán người giá là hai triệu tám này Con này là con Oppo A91 này, bản Việt IC, này là 2 SIM, bản 2 triệu 8 nhá, lưng đẹp, viền đẹp. Chân sạc taxi, có hỗ trợ sạc nhanh. Con này ngoại hình thì đẹp keng rồi. Màn hình đẹp nhá, con này nó màn hình AMOLED này. Màu sắc đẹp và mượt mà trong veo không một chút ám ố đâu cả. RAM của nó là 8 3GB, RAM 8 3GB nhá, bộ nhớ là 128GB. Màn hình AMOLED đẹp, bản này là 2 ,8 triệu 8 này. Đây là con Oppo A94 này, bản Việt, 2C, bản Việt 3, 2 sim, bản người 3 triệu 2, nâng đẹp, viền đẹp nhá. Ngoại hình thì đẹp khen, spam luôn, màn hình đẹp nhá. Không xước, không á à, mối cả, hiển thị nét căng luôn. Đấy, ra một này nó là RAM 8 8 g và bộ nhớ là 128 g Màn hình AMOLED rất là đẹp luôn, trong veo luôn nhá, không một tỷ vết. Bản người là 3 triệu 2 này. là con zb 8 này, bản Việt 2 sim, bản người là 2 triệu 3 nhá nâng đẹp viền đẹp đúng không? ngoại hình thì không có gì để chê rồi màn hình không xước nhá nhưng mà hiển thị màn hình thì nó hơi ám như hình một chút nhá đây này, hơi ám như hình nói chung là nó cũng thuộc dạng ám nhẹ thôi cấu hình thì siêu ngon luôn ra một con này nó là ra 8 3 g này, 58 cộng 3 g và bộ nhớ là 128 g, RAM 8 nhá. Đấy, giá thì có 2 triệu thôi. Hơi ám như hình một chút nhá. Con này con Samsung A01 này. E IMEI của nó là 429 bản Việt 2 sim nó là 550 000 ngoại hình thì cũng có bị xước răm rồi, nói chung nó xước răm khá là nhiều màn hình không xước nhưng mà thị màn hình nó hơi ố nhẹ một chút nhé hơi ố trắng nhẹ một chút thôi nhưng mà cảm ứng và chức năng của máy thì ok hết nhé không có bị nội bất cứ một chức năng cả giam hai bộ nhớ 16 nghe gọi rồi tất cả các cái ứng dụng cơ bản như là Facebook, TikTok, uh, YouTube, các thì đều ok nhé. Con này uh, wifi 4 g cũng càng đét luôn Đấy, báo người năm trăm năm có này là con a 10 này IMEI của nó 759, bản việt hai sim có người là 600 trăm cam con này nó bị mở bởi vì nó xước này. nó cũng có bị đứt kính cam và ngoại hình thì cũng xước giam khá nhiều luôn nói chung ngoại hình thì cá sấu cái màn hình đẹp màn hình thì không xước không á bố chứ cả ra một con này nó là giam 2g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32g nhé Để giam hai bộ nhớ 32 mọi người là giá là 600 này Quay hey, con A9 Pro bản Việt 2 SIM bản 1 triệu mốt nhé Nâng zin uh, nhưng mà hơi sức răm mà Đấy. Viền thì cũng có bị xước móp nhẹ nhé Nâng kính viền kim loại nhé. cầm rất là đầm tay chắc chắn Máy thì thiết kế vuông đẹp Màn hình AMOLED nhé đẹp nhé Không có bị xước hay là ám mố gì cả Hiển thị nét căng Con này nó có cảm biến vân tay và chân sạc micro thôi nhưng mà có hỗ trợ sửa nhanh nhé ra của nó là ra 4GB Và bộ nhớ lưu chữ của con này uh, 32 g nhé RAM 4 bộ nhớ 32 tất cả chức năng thì đều ok hết nhé chỉ có cái nút nguồn này nó hơi 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 nì này hơi chặt tay một chút thôi nó hơi tụt vào một chút nhé nhưng vẫn ấn bình thường Đấy, nó hơi chặt tay một tí thôi ấn bình thường chỉ duy nhất cái nút nguồn này hơi hơi uh, nì một chút thôi hơi chặt tay nhé Bán người 1 ,000, 1 .000. và một triệu mốt quay con S7 này email của nó là 256 bản hà một sim mã ngày 650.000 Nương con này thì cũng có bị chóc sơn rồi này, này. viền thì nó chỉ hơi xước nhẹ thôi chứ không có bị cần móp nữa màn hình không xước nhưng mà hiển thị màn hình thì bị ám nhá. con này bị ám đi hình khá là nặng cho thuộc dạng ám nặng rồi da của nó là da 4 gb và bộ nhớ như chữ của nó là 32 mươi cảm biến vân tay hỗ trợ xoay nhanh và tất cả chức năng thì đều ok hết nhá. màn ám với nương hơi chóc sơn bằng là sáu trăm năm còn giá mềm chút thôi con này nó có S7 này, này. imei của nó là 251, bản hàn một xin bằng 850 nghìn nhá nâng con này thay mới rồi bóng đẹp không xước sát gì cả viền con này nó cũng chỉ xước nhẹ thôi không cần móp đâu con này cam kết mọi người là chỉ thay nâng thôi còn nó mên màn rồi tất cả linh kiện khác đều zin nhá màn hình jean không xước nhưng mà hiển thị màn hình thì cũng có bị ám đi hình một chút nói chung là nó cũng thuộc dạng ám nhẹ thôi ra 4 và bộ nhớ lưu trữ của nó, nó 64GB. là 64 mươi bốn g bằng tám trăm năm này con này là con S7 này, email của nó là 564 màn hàng mà một sim, bóng này là 800, 5, 000 nhá. đừng con này cũng là thay rồi, nên nó cũng bóng đẹp không xước sát gì cả. cam kết mọi người chỉ thay lưng thôi, nó mềm màn zin nhá. Ở viền thì cũng có bị xước răm rồi, không cần mót gì sâu đâu, nhưng xước răm thôi. Màn hình không xước nhưng hiển thị màn hình cũng có bị ám như hình nhẹ nhá. Nói chung là nó thuộc dạng ám nhẹ thôi. Hơi lưu hình một chút. RAM 4 và bộ nhớ là 32 GB, cảm biến vân tay hỗ trợ sạc nhanh, ok hết nhá. Con này nói chung là chạy khá là mượt mà, bán người 850.000 này, S7 nhé. Con này con S20 này, email của nó 556 bản Mỹ, 2 SIM bán người là 3 triệu 6. Lưng đẹp, viền đẹp nhé. Nói chung ngoại hình lưng viền thì không có thể chê cả. Màn hình không xước, nhưng hơi ố phim một chút đấy. Đây này, nó hơi, hơi vàng phim một chút ở phần trên này. Đấy, nhưng mà hiển thị màn hình thì rất là trong. Nó vàng phim thì mình để ở, ở cái chế độ màn tối này thì mình mới nhìn thấy được cái vệt ố vàng phim thôi còn khi mà nó sáng như này thì gần như là mình sẽ không nhìn thấy được cái vệt ố vàng đó cảm ứng rồi mọi thứ đều ok hết nhé chức năng của máy ngon này cảnh đào hết giam tám bộ nhóm 28 tám bán người là ba triệu sáu nhé quay lại con nốt 10 plus này IMEI của nó 473 bảy bản việt hay sim nó là năm triệu chín nâng đẹp viền thì hơi sức răm một chút thôi sức răm thôi chứ không cần mót đâu màn hình đẹp nhé không xước không ám ố gì cả hiển thị nét căng ra một con này nó là ra 12 bộ nhớ là 256 đi chạy uh, mượt mà bán người là 5 triệu 9 nhé có con S2 Ultra này email của nó 085 mặt Mỹ AC mà người là 10 triệu lưng đẹp viền đẹp nhá. nó viền thì không có gì để chơi cả màn hình thì nó duy nhất có một vết viết xước mèo này hiển thị màn hình thì trong veo luôn không một chút à mũ đâu cả chỉ duy nhất một vết xước lông mèo thôi ra một con này nó là 8 g bộ nhớ là 128 g nhé màn 120 hz rất là mượt mà mọi chức năng hoàn hảo ok cam thì siêu đẹp luôn nét cam luôn và zoom tối đa của nó là 100 x nhé đây, con này zoom tối đa là 100 x nhé cam thì nét căng luôn không có gì để chê cả bán là 10 triệu này đây trên đây là những máy hôm nay bán người mọi người này máy gì cứ nhắn qua số 0344 em nhé ok cảm ơn mọi người nhé chồng người